Thành Lương sắp xếp sút bóng 2-0 cho các cầu thủ Hà Nội TFC. 2-0 và dứt điểm rất đẹp. Cú dứt điểm bằng chân trái của Quang Hải pha nhà bóng ra rất tốt và sau đó Quang Hải đã rất vừa tầm chân để tung ra cú dứt điểm. Đúng thời điểm mà câu lạc bộ QNK Quảng Nam đẩy đội hình lên. Và theo một quy luật tất yếu của bóng đá, những lỗ hổng ở hàng phòng ngự đã bị lộ ra. Văn Quyết, cú đánh đầu là của Định Lực, kết thúc. Rõ ràng là không có cầu thủ nào có thể cản được cú dứt điểm của Quang Hải. Chúng ta cùng theo dõi lại tình huống này. Sau cú đánh đầu của Định Lực thì một pha băng vào bắt vô lê của Quang Hải quá khó cho thủ môn Bùi Tấn Trường để ngăn cản. Một pha băng vào bắt vô lê rất nhanh, có thể nói là một pha ghi bàn của Quang Hải. Nguy hiểm quá. Tỷ số là 4-2 cho Hà Nội TFC. Có thể nói là một điều khá thú vị ở trong hiệp thi đấu thứ hai này. Thì chúng ta cùng theo dõi lại tình huống này. Sau cú đánh đầu của anh Đức thì Duy Mạnh đã có một cú chạm bóng và tạo cơ hội cho Hoàng Hải ghi bàn. Thi đấu tại giải vô địch quốc gia Cup Châu Phi Can rất nguy hiểm. Hôm nay là một thắng tỷ số đến từ rất sớm. Một cú sút sao rất đẹp mắt và đó là cú sút của Quang Hải. Quang Hải với cái chân trái rất khéo của mình. Rất bất ngờ. Và đó là một pha sáng rất đẹp mắt của Quang Hải. Một gương mặt rất mãn nguyện của huấn luyện viên. Như vậy là đã có bàn thắng sang bàn tỷ số 1-0. Sau những tình huống không may mắn thì vào lúc này mọi sự chú ý được dành cho Gonzalo và đó là cơ hội dành cho Quang Hải. Quang Hải sút xa vào rồi, tuyệt vời. Pha dứt điểm tuyệt vời của Quang Hải. Một cú sút có lực rất tốt. Cuối cùng thì đội chủ nhà đã có thể ghi bàn. Một pha dứt điểm theo kiểu Ronaldo của Quang Hải. Bóng đi vòng và cắm xuống khiến cho Nguyễn Tiến Anh bất lực trong việc cản phá. Các cổ động viên của câu lạc bộ Hà Nội đã có dịp ăn mừng. Chúng ta cùng xem lại pha dứt điểm tuyệt vời của Quang Hải. Rất đẹp mắt. Và nhà bóng trở lại, dứt điểm một chạm. Tỷ số là 5-0 cho câu lạc bộ Hà Nội. Và đó đúng là điều mà các cổ động viên của đội bóng thủ đô đang chờ đợi. Quang Hải đã lập công bằng một pha đặt lòng cực kỳ chính xác sau pha nhà bóng lại của đồng đội. Oseni, Oseni, cơ hội Quang Hải. May mắn nhưng là đủ để cho cô đã đợi con thắng sang bằng tỷ số. Và wow! 4-0 dành cho câu lạc bộ Hà Nội. Bàn thắng thứ 3 của Quang Hải ở mùa giải năm nay. Hùng Dũng vẫn đang là cầu thủ áo trắng khơi. Bây giờ thì bàn thắng đã được ghi cho câu lạc bộ Hà Nội và đó là pha lập công của Quang Hải. Không có ai theo kèm và trước một khung thành gần như là đã bỏ trống. Sự thiếu quyết liệt của các hậu vệ Quảng Nam. Đường truyền của Văn Quyết, Oseni. Pha dứt điểm 2-0. Một tình huống phối hợp rất nhanh, pha dứt điểm rất nhanh của Quang Hải để cản phá. Đường truyền của Văn Quyết, Oseni hạ bóng vào ngực vừa đủ với đà băng lên của Quang Hải. Nhưng đây là giai đoạn mà Quang Hải đã dần tỏa sáng trở lại rồi. Cú đá chìm và đánh bại thủ môn Lê Văn Hưng. Vẫn đang là cầu thủ chủ nhà. Quang Hải Quang Hải. Quá hay cho pha xử lý vừa rồi của Quang Hải. 2-0 cho câu lạc bộ Hà Nội. Sút bóng rất nguy hiểm. 1-3 cho cầu thủ câu lạc bộ Hà Nội. Bàn thắng đầu tiên dành cho đội chủ nhà. Và dứt điểm bóng sống tốt của Quang Hải. Lưới của đội chủ nhà đã rung lên. Bàn thắng đến rất nhanh. Như vậy là tỷ số lại được san bằng 2-2. Số trên sập loảng đẩy vào lúc này đang là 2-0. Không có lỗi về vị Quang Hải. 3-0. Quang Hải đã khai súng ở mùa giải năm nay bằng một tình huống dứt điểm có thể nói là dễ dàng. 3 bàn thắng dành cho câu lạc bộ Hà Nội. Không có lỗi việt vị, khống chế bóng gọn gàng và dứt điểm có thể nói là với những người chơi bóng đá là rất sướng chân với những cú đá như thế này. Tỷ số đã là 3-0. Trong quãng thời gian thi đấu thứ hai của hiệp hai, sai lầm rồi dành cho Quang Hải, tung lông lưới của Văn Toản và đó là bàn thắng khép lại trận đấu này. Quang Hải, một lần nữa Quang Hải lên tiếng và đó là bàn thắng thứ hai của Quang Hải ở mùa giải năm nay. Tình huống vừa rồi là tình huống mắc sai lầm có thể nói là khó có thể chấp nhận trong bối cảnh mà trận đấu đang diễn ra ở những phút đá bù giờ. Hùng Dũng vẫn đang là Hùng Dũng, Văn Quyết, tôi đã có bàn thắng thứ tư và người ghi bàn đó là Quang Hải. Cuối cùng thì bàn thắng thứ tư cũng đã đến với đội khách và trận đấu có lẽ là kết thúc ở đây. Nhưng bên phía cánh trái Quang Hải đã có mặt kịp thời. Một pha đệm lòng chính xác để ấn định tỷ số 4-1, có lẽ là như vậy khi trận đấu đã bước vào những phút bù giờ. Cách biệt bây giờ là 3 bàn. Các cổ động viên của câu lạc bộ bóng đá Hà Nội đã hoàn toàn có thể yên tâm nghĩ về một chiến thắng. Quang Hải đã có bàn thắng cân bằng tỷ số và đó là bàn thắng của Quang Hải. Bàn thắng thứ hai liên tiếp trong hai trận đấu của Hà Nội trên sân Thống Nhất. Nếu như bàn thắng trước đó của Quang Hải trong trận đấu Sài Gòn là một pha dọn cỗ của Đỗ Hùng Dũng thì trong tình huống vừa rồi là một tình huống xử lý cá nhân đậm chất kỹ thuật của cầu thủ mang áo số 19. Đúng là Quang Hải khi đã cởi bỏ được áp lực tâm lý thì sẽ thi đấu thanh thoát và hay hơn rất nhiều. Chúng ta hãy xem lại pha bóng này. Đầu tiên là một pha gẩy má ngoài cực kỳ kỹ thuật. Bóng vô tình chạm đầu của Hữu Tuấn, ngược trở lại với Quang Hải và sau đó là một cú đá chéo góc không thể cản phá. Cú đá quá hiểm, căng và sệt đi về phía góc xa, sát với cột xa. Một tình huống mà thủ môn Trần Đức Cường đã mắc lỗi. Omar pressing thành công và tạo điều kiện thuận lợi để Quang Hải có bàn thắng mở tỷ số. Bàn thắng rất quan trọng với Hà Nội ở thời điểm hiện tại. 26 m. Có hai lựa chọn người sút bóng trong tình huống này, một là Quang Hải và hai là đội trưởng Văn Quyết. Những chân sút phạt của đội bóng thủ đô. Đó là pha sút thẳng của Quang Hải, quá đẹp mắt, tuyệt vời. Quang Hải đã cho thấy giá trị và phẩm chất của một ngôi sao. Huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm thì rất bình thản, nhưng trên sân những tràng vỗ tay và thậm chí là cả những tràng vỗ tay của các khán giả Đà Nẵng cũng dành cho Quang Hải với một cực phẩm, một tuyệt phẩm vừa rồi trên sân Hòa Xuân. Cái chân trái ma thuật đã giúp cho Quang Hải có được một bàn thắng mà nó xứng đáng là bàn thắng, một trong những bàn thắng đẹp nhất của vòng đấu thứ 21. Chúng ta cùng chiêm ngưỡng lại bàn thắng được ghi từ một tình huống cố định. Một pha đá phạt ở cự ly 26 m. Văn Quyết và Quang Hải đang đứng trước bóng. Người thực hiện sẽ là Quang Hải. Quang Hải rất đơn giản và đó là bàn thắng san bằng tỷ số 2-2. Quang Hải, một lần nữa người ta phải nhắc tới anh. Sau bàn thắng cực kỳ đẹp mắt vào lưới của SHB Đà Nẵng trên sân Hòa Xuân, bước lên sút phạt đánh lừa được những phán đoán của thủ môn Ngô Xuân Sơn. Bóng đi đúng vào vị trí mà Ibukebe đã cúi người xuống và tạo ra một khe hở. Của câu lạc bộ Hà Nội cần phải chơi đơn giản hơn. Omar. Dứt điểm. Và đó là bàn thắng thứ tư dành cho câu lạc bộ Hà Nội. Cú đúp của Quang Hải. Hãy cùng xem lại tiếng này. Cú nhả bóng ra của Oma và Quang Hải băng vào đúng nhịp, dứt điểm tung lưới Ngô Xuân Sơn. Quang Hải đang chơi quá hay vào thời điểm này.